Nhân dịp Tết đến xuân về, Fujike kính gửi quý khách hàng những phần quà giá trị cực lớn khi mua ghế massage và những voucher từ 2 cho tới 3 triệu dành cho mỗi khách hàng trong dịp cuối năm này. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy xem hết video ngày hôm nay của team Chu Quang Huy bên mình nhé. Xin chào mọi người, hiện tại thì team Chu Quang Huy bên mình và đội ngũ kỹ thuật đang có mặt tại nhà khách hàng để giao và lắp đặt mẫu ghế massage FC379. Với mẫu ghế FC379 thì với một mức giá tầm trung hiện nay đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn bên mình. Và chiếc ghế thì mang đầy đủ tính năng massage toàn thân, nhiệt hồng ngoại, đặc biệt là có thêm tính năng điều khiển giọng nói. Mọi người có thể rất là tiện lợi khi mà ngồi lên ghế, chỉ cần sử dụng các câu khẩu lệnh là ghế sẽ tự khắc vào bài tập. Đó. Thì đối với mẫu ghế FC379 bên mình có phần thiết kế rất là sang trọng với màu trắng sữa và màu nâu kết hợp đan xen với nhau. Đó, chân ghế thì có thêm màu đen nữa thì giúp cho căn nhà có thêm phần sang trọng, và đặc biệt là chiếc ghế massage không chỉ là một đồ chăm sóc sức khỏe mà còn là một sản phẩm, một đồ nội thất trong căn nhà, giúp cho căn nhà của chúng ta có thể thêm phần sang trọng, hiện đại hơn rất là nhiều. Với mẫu ghế FC379 thì với chất liệu da, khi mình ngồi lên thì sẽ cảm nhận được chất liệu da rất là mềm mịn, thoáng mát, không gây kích ứng da, đặc biệt là rất dễ vệ sinh, lau chùi. Ghế thì khi mọi người mua ghế bên mình thì sẽ được tặng thêm một bình xịt da, một vải phủ ghế, để khi như mọi người không có ở nhà thì có thể sử dụng vải phủ ghế đó để che đi, tránh những bụi bẩn ở trên trần nhà xuống. Và với bình xịt da thì có những vết bẩn lớn thì mình có thể sử dụng đến bình xịt da. FC379 thì có bảng điều khiển rất dễ sử dụng, tiện lợi và đa dạng. Các bài tập lên đến 10 bài tập massage, các chế độ thủ công như là đấm, vỗ, xay, miết, ấn huyệt hay là kết hợp các động tác với nhau. Thì mọi người có thể cài đặt các chế độ đấm vỗ khác nhau, hoặc là mình đau ở những cái điểm mà mình chỉ muốn massage ở điểm đó thì ghế sẽ tự, thì mình có thể sử dụng các chế độ thủ công ở bảng điều khiển đó. Ngoài ra ở đằng sau bảng điều khiển thì có chế độ sử dụng các câu khẩu lệnh giọng nói như là xin chào, chào bạn, mở máy, chế độ massage cột sống, massage lưng eo hay là massage sâu, thì là đầy đủ hết tất cả các bài tập. Mọi người có thể sử dụng các bài tập bằng câu khẩu lệnh ở đằng sau rất là tiện lợi. Đó. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng các câu khẩu lệnh như là mở nhiệt nóng ở chiếc ghế FC379. Không cần phải sử dụng vào bảng điều khiển khi mà mọi người đã quen với việc sử dụng các câu khẩu lệnh ở đằng sau. FC379 là một sản phẩm chăm sóc thiết bị mới nhất của năm 2023 bên mình, cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn nhất. Đó. Vào dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023 là FC379 được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Và với những cái tính năng massage chuyên sâu về cổ vai gáy hay là lưng eo thì sẽ giúp cho cả gia đình, từ người trẻ cho tới người già, mỗi một bài tập có thể sẽ phù hợp với từng đối tượng sử dụng, từng thành viên trong gia đình. Như là các anh chị thì có thể sử dụng các bài massage sâu, với ông bà, bố mẹ thì có thể sử dụng các bài như bài massage Nhật Bản thì nó sẽ massage nhẹ hơn một chút, massage sâu thì nó sẽ chuyên sâu hơn. Đó, thì mỗi một bài tập thì sẽ phù hợp với từng thể trạng của từng thành viên trong gia đình. Và mình vào mùa đông thì mình lên bật một chút nhiệt nóng lên nữa thì sẽ giúp cho mọi người giữ ấm cơ thể, lưu thông khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu, và đặc biệt là kết hợp với túi khí bóp toàn thân từ lòng bàn chân, bắp chân hay là bắp tay thì sẽ giúp cho mọi người giảm đi cái tình trạng tê bì chân tay và cũng như là chuột rút hay là căng cứng cơ. Đặc biệt là hiện nay thì mọi người hay phải cầm điện thoại nhiều, hay bị tê tay, tê bì chân tay thì chúng ta ngồi ghế massage thường xuyên, có túi khí bóp thường xuyên thì sẽ giúp cho mọi người giảm đi cái tình trạng đó và giúp cho cơ thể của chúng ta cũng sẽ được thoải mái và được giảm đi cái stress, giảm đi các bệnh lý nền trên cơ thể một cách tốt nhất. Đó. FC379 thì có cái thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, từ người châu Á hay là những người cao, người gầy thì có thêm tính năng là kéo dài chân. Đó, mọi người có thể ngồi lên thoải mái và không hề cảm thấy khó chịu hay là chật. Lòng bàn chân thì được ví như là trái tim thứ hai của cơ thể, thì mọi người lên ngồi thường xuyên với chế độ massage có thêm bi lăn ở lòng bàn chân nữa thì massage thúc đẩy tăng cường tuần hoàn hay là
giúp cho mọi người có thể giảm đi những cái căng thẳng công việc hay là áp lực những cái áp lực ở bên ngoài, thì mọi người có thể ngồi lên có thêm chế độ massage lòng bàn chân giúp mọi người có thể ngủ sâu giấc hơn. Và đối với người cao tuổi như ông bà bố mẹ hay bị mất ngủ thì chúng ta lên ngồi thường xuyên 2 lần trên một ngày, thì đối với buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ thì rất là tốt và tăng cái hiệu quả, chúng ta có thể ngủ sâu giấc hơn, cơ thể được khỏe mạnh hơn. Đó. Hiện nay bên mình thì có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi cho khách hàng, như là giảm giá từ đến 50% các sản phẩm, hay là tặng kèm cho khách hàng thêm máy chạy bộ, xe đạp tập, tùy những sản phẩm mà ghế massage khác nhau, những mẫu ghế cao cấp thì sẽ được tặng thêm máy chạy bộ nữa và xe đạp tập, và những cái mẫu ghế bình dân, trung bình, tầm trung thì sẽ được tặng thêm một chiếc xe đạp trong nhà. Đó, thì bên mình thì luôn luôn hỗ trợ cho khách hàng, nếu như không lấy quà thì sẽ trừ trực tiếp vào sản phẩm, rất là tiện lợi. Và mọi người còn có thêm cái chế độ trải nghiệm trực tiếp tại nhà 2 mẫu ghế, nếu như mọi người ưng mẫu nào thì có thể lấy mẫu đó. Đó. Thì bên mình thì luôn luôn đặt cái dịch vụ sau bán hàng về các chế độ bảo hành bảo dưỡng. Như mẫu ghế FC379 này bên mình sẽ bảo hành 3 năm về linh kiện máy móc và 1 năm về da, mọi người có thể yên tâm về chế độ bên mình. Và bên mình thì luôn luôn quay lại những cái video giao ghế massage bảo hành bảo dưỡng để khách hàng có thể xem lại và yên tâm khi mà sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bên mình. Đó. Thì bên mình đang hướng dẫn cho anh khách hàng để sử dụng bảng điều khiển, và mọi người yên tâm là khi mà giao ghế đến ấy, thì bên mình sẽ hướng dẫn, có thể là hướng dẫn qua một chút, nhưng sau đó khi mà về thì bên mình sẽ gửi cho khách hàng một cái video để khách hàng, mọi người có thể xem lại cái video đó để xem chi tiết về bảng điều khiển, cách hướng dẫn đó. Và mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng team Chu Quang Huy trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.